Ngày 7 tháng 11, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa các nữ sinh trong nhà vệ sinh trường học. Sự việc được xác định xảy ra tại nhà vệ sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thừa nhận vụ việc xảy ra tại nhà vệ sinh của trường vào thời điểm đầu năm học 2023-2024. Thời điểm đó, nhà trường đã mời các bên liên quan lên làm việc, xử lý bằng việc hạ một mức đánh giá rèn luyện trong tháng 9 của các học sinh tham gia đánh bạn. Tuy nhiên, đầu tháng 11, clip các nữ sinh đánh nhau bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện nhà trường thông tin, ba nữ sinh đánh bạn đều học lớp 9, riêng nữ sinh bị bạn đánh đang học lớp 8. Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do học sinh lớp 8 có mâu thuẫn với một học sinh lớp 8 khác từ năm học trước. Dự kiến, trong tuần này, hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp một lần nữa để đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc hơn đối với vụ việc.